Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý thính giả bản tin cực nóng sau đây. Kính thưa quý vị, tin chấn động. Cuộc trao đổi quỳ gối bất ngờ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Campuchia cầu xin Mỹ cho ông Nguyễn Phú Trọng được thăm một lần cuối đời trước khi chết. Tối ngày 12 tháng 11, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính bất ngờ đã quỳ gối van xin trong cuộc trao đổi bất ngờ với Tổng thống Mỹ Joe Biden về tình hình Việt Nam đang nguy cấp. Đây là cuộc trao đổi khá nhọc nhằn trong tình thế van xin được gặp Biden nằm ngoài dự tính của hai nhà lãnh đạo và không có trong chương trình nghị sự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng bị Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo phải tuân theo. Tại cuộc gặp bất ngờ này, hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và nhất trí tăng cường trao đổi, đối thoại với tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao bằng nhiều hình thức linh hoạt mà phía Mỹ đưa ra, Hà Nội sẽ chấp thuận vô điều kiện để được Mỹ bảo kê. Trước mắt, hai bên sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho điện đàm sắp tới giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden và tiếp tục thực hiện chuyến thăm cấp cao giữa hai bên vào thời điểm thích hợp và điều kiện cho phép mà ông Chính đang nài nỉ quỳ gối van xin này với Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong thời gian tới, tận dụng hiệu quả các dư địa hợp tác nhằm đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là trên những lĩnh vực hai bên cùng có lợi, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Biển Đông và trên thế giới. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden sang thăm Việt Nam. Tổng thống Joe Biden vui vẻ nhận lời và hứa sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời điểm thích hợp cả hai bên. Vào tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ tại thủ đô Washington, D.C., Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Trong cuộc gặp này, Tổng thống Joe Biden chia sẻ cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam. Khi còn là thượng nghị sĩ, ông đã cùng người bạn, người đồng nghiệp John McCain vận động chính giới Mỹ ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ với tư cách là một nước phát triển hàng đầu, rất mong muốn hợp tác, hỗ trợ cho các nước đang phát triển và kém phát triển trong nhiều lĩnh vực, trong đó phát triển kinh tế, thương mại, phòng chống dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chính vì cuộc gặp bất ngờ này mà ở tại trong nước đã xảy ra chính biến không thể lường trước được. Đó là tiếp theo trong phần tin liên quan trong buổi hôm nay. Rằng sáng nay, tướng Giang báo cáo với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã lượm được mẻ cá lớn khi tiếp tục kéo quân đến khám phá nhà cáo già Nguyễn Phú Trọng, lục soát ôm toàn tiền đô ngon khiến dân nghèo nghe báo Việt Nam Cộng Hòa luôn tin phải giật mình. Thưa quý vị, Việt Nam Cộng Hòa và tướng Giang quá gan dạ tự ý bắt Nguyễn Phú Trọng đánh bầm dập tại Bộ Quốc phòng quá liều lĩnh. Trước tình hình, tướng Giang siết cổ Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị ASEAN Campuchia về Bộ Quốc phòng đánh cho bầm dập mặt mày để ra tra hỏi tung tích của Nguyễn Phú Hòa và Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị và các bạn, thông tin gần đây liên tục đưa tin về Nguyễn Phú Trọng đang có những hành động gây hấn nhằm chống lại những nỗ lực của Đại tướng Phan Văn Giang trên mặt trận khu vực biên giới phía Bắc có liên quan đến chiến dịch Hoa Nam đang nằm trong khả năng hoạt động cũng như điều tra của Đại tướng Phan Văn Giang, cũng là một người chịu trách nhiệm trước Quân đội Trung ương Quân báo Việt Nam Cộng Hòa đưa tin. Tức cho hay rằng sau khi Nguyễn Phú Trọng được điều đàn em của hắn che chắn và bảo vệ lẩn trốn trong một khu biệt thự bỏ hoang trong rừng cao su bảo vệ theo như các thông tin tình báo cho hay. Ngoài Nguyễn Phú Trọng còn vẫn một số những tư lệnh khác can tâm làm gián điệp cho Trung Quốc đã bỏ túi hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, nhóm tướng lĩnh này đã thay mặt Nguyễn Phú Hòa giải quyết các công việc có liên quan ngay sau khi Nguyễn Phú Hòa đã tìm cách lẩn trốn.
phải trốn dưới sự bảo kê của Nguyễn Phú Trọng, thì vấn đề nội vụ được giao lại cho những đàn em của mình, trong đó Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một trong những người được quyền lực trung ương của Quốc hội Việt Nam nâng đỡ trong suốt những năm vừa qua, nhận được thông tin có liên quan đến quá trình cung cấp các tài liệu mật, thu thập bán tin tức cho gián điệp Hoa Nam. Tuy nhiên, ngay sau khi Đại tướng Phan Văn Giang phát hiện sớm và bắt giam một số đàn em của tên cáo già, bọn chúng cũng cung cấp tin tức cho ông và ông đã lập tức chạy vào biệt thự bỏ hoang trong khu rừng cao su mà không kịp mang theo những tài liệu mật đã thu thập một thời gian. Cho nên ông Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp chỉ đạo trước đó khi một nhóm lính nữa bí mật đột nhập vào nhà riêng của Nguyễn Phú Hòa sau khi quân đội Việt Nam xuất trình trong cuộc khám nhà. Và tuần trước, chúng không biết rằng phía Tổng cục 2 vẫn luôn theo dõi sát sao vào căn nhà biệt thự bỏ hoang trong rừng cao su mà Nguyễn Phú Trọng và sau khi hoàn thành cuộc thẩm vấn cấp cao của mình. Sau khi vừa bước ra khỏi căn nhà trên, tay cầm mớ tài liệu thì đã bị bắt ngay tại trận và bị di lý về trụ sở của Bộ Quốc phòng để tham gia thẩm vấn và hỏi cung. Người trực tiếp hỏi cung Nguyễn Phú Trọng được biết chính là Đại tướng Phan Văn Giang. Thông tin về cuộc hỏi cung và thẩm vấn, những lời khai của tên cáo già đến giờ phút này vẫn chưa được tiết lộ làm rõ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhận ra một điều rất xấu xa và liều lĩnh của hắn, đó là dám đi Trung Quốc để gặp Tập Cận Bình, bàn giao 11 văn kiện và kiên quyết thu thập những thông tin, tin tức tình báo có lợi cho Hoa Nam. Chống lại chính phủ Việt Nam trên mặt trận, dưới vỏ bọc của một quan chức cấp cao trong bộ máy chính trị Việt Nam, và trong khi đó, mặt trận tình báo được cho là mặt trận quan trọng nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất, cũng như tạo ra những khoảng chênh lệch nặng ký trên chiến trường, đặc biệt là trong nội chiến Việt Nam, nơi mà gần một năm nay Tứ Giang ngày nào cũng đổ mồ hôi nước mắt nhằm cống hiến cho bộ máy chính trị của Việt Nam trơn tru hơn và trong sạch hơn. Thưa quý vị, trong 2 năm vừa qua, Việt Nam đã hứng chịu nhiều đợt dịch và bùng phát, trong đó nghiêm trọng nhất là đợt dịch thứ tư đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hàng chục ngàn người tử vong, hàng triệu người mất việc làm, hàng ngày trẻ em đã trở thành mồ côi trong sự khốn khổ cùng cực của toàn dân cả nước, đặc biệt là bà con miền Nam, khi những cái tên đứng đầu hàng ngũ lãnh đạo của đất nước lại phủi tay ngó lên tất cả. Trong đó kể đến đó là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, một loạt cán bộ cấp cao trong Quốc hội ngân sách nhà nước, chúng đã bắt tay nhau tạo thành đường dây ăn chặn hơn 250.000 tỷ đồng và khóa giải cứu hỗ trợ của chính phủ cũng như vụ kích tết.